tay to hành động ra sau khi nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.200 tỷ đồng. Sau phiên điều chỉnh mạnh, VN Index hồi phục trở lại. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân trong nước lại bán ròng tới hơn 1.200 tỷ đồng trên HSX, trong khi khối ngoại và tự doanh đều mua ròng. Thị trường chứng khoán phiên ngày 28 tháng 9 hồi phục mạnh mẽ và bất ngờ vượt dự kiến của giới phân tích. Đà bán tháo được kìm lại nhanh chóng, áp lực bán giảm. Theo đó, VN Index đã lấy lại đáng kể những gì đánh mất trong phiên hôm qua. Kết phiên, chỉ số tăng 14,32 điểm tương ứng 1,08% lên 1.339,31 điểm, trong khi VN30 Index tăng 11,92 điểm tương ứng 0,83% lên 1.451,12 điểm. HNX Index cũng tăng 3,02 điểm tương ứng 0,86% lên 356,03 điểm và Upcom Index tăng 0,25 điểm tương ứng 0,26% lên 96,01 điểm. Thống kê cuối phiên cho thấy, trong phiên hôm nay, tổng thanh khoản toàn thị trường đạt 23.428 tỷ đồng, giảm 12,3% so với phiên ngày 27 tháng 9. Trong đó, khớp lệnh trên HSX là 18.362 tỷ đồng, trên HNX là 3.224 tỷ đồng và trên Upcom là 2.042 tỷ đồng. Riêng giao dịch thỏa thuận đạt 2.809 tỷ đồng, tăng 12,4% và chiếm 12% trong tổng giá trị giao dịch. Đáng chú ý, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 473,5 tỷ đồng, trong đó mua ròng trên HSX 485,8 tỷ đồng, nhưng bán ròng 9,7 tỷ đồng trên HNX và 2,6 tỷ đồng trên Upcom. Tính riêng giao dịch khớp lệnh trên HSX, các tay to đều tăng cường mua vào trong phiên hôm nay, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn tiếp tục bán ra mạnh. Cụ thể, tổ chức trong nước, không bao gồm tự doanh, mua ròng 437,5 tỷ đồng. Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 302,7 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 492,2 tỷ đồng, còn nhà đầu tư cá nhân lại bán ròng tới 1.232,5 tỷ đồng. Mặc dù trong bức tranh thị trường vẫn còn 351 mã giảm giá, 31 mã giảm sàn, song sắc xanh vẫn chủ đạo với 564 cổ phiếu tăng giá, 53 mã tăng trần. Trái ngược với phiên hôm qua, hầu hết cổ phiếu VN30 không phiên này đều tăng giá tích cực. GA tăng 5,7%, BVH tăng 3,9%, APG tăng 3,5%, VNG tăng 2,2%, PLX tăng 2%, TPB, BIT, BOW, SSI, VCB, PDG, FPT đều có mức tăng khá, trên 1%. Cổ phiếu Midcap và Penny sau phiên xả hàng mạnh đã hồi phục tương đối tích cực. VNMID, Index tăng 28,81 điểm tương ứng 1,75%. VNSML, Index cũng tăng 22,81 điểm tương ứng 1,42%. Dòng cổ phiếu dầu khí dậy sóng và hỗ trợ đáng kể cho VN Index. GA tăng 5,7%, PLX tăng 2%, BSA tăng 4,7%, TV tăng 8%, TVI tăng 5,3%, TVD tăng kịch trần, TVT tăng 4%, TLC tăng 6,4%, PET tăng 6,3%, Phó giáo sư tăng kịch trần 9,8%. Tương tự, cổ phiếu ngành thép cũng bứt tốc mạnh mẽ, APG tăng 3,5%, học sinh giỏi tăng 4,5%, TVN tăng 3,1%, NKG tăng 4,5%. POM tăng 4,4%, SMC tăng 5,5%, TLH tăng trần, VGX tăng 4,6%. Trong khi phần lớn cổ phiếu trên thị trường hồi phục thì dòng cổ phiếu họ Louis ngoại trừ AGM thoát sàn và về trạng thái tham chiếu, các mã khác vẫn tiếp tục giảm mạnh và giảm sàn. PPG, BI, SMT, TDH, TGG tiếp tục trắng bên mua. Trong dòng cổ phiếu chứng khoán, ngoại trừ APG bị xả mạnh và OZS giảm giá thì hầu hết tăng. S tăng mạnh 8,6% và đã áp sát mức giá trần. CTS tăng 4,9%, AT tăng 4,2%, Hồ Chí Minh tăng 4,1%, PHS tăng 4%, HPS tăng 3,7%, VCI tăng 3,4%, AGR tăng 2,8%, SHS tăng 2,8%. Nhìn chung, với diễn biến của phiên hôm nay, nhiều nhà đầu tư chấp nhận bán cổ phiếu trong phiên sáng sẽ tiếc nuối bởi mức chênh lệch giữa giá đóng cửa và đầu phiên rất lớn. Ví dụ, F đầu phiên có giá 17.800 đồng nhưng cuối phiên đóng cửa tại 20.200 đồng. KBC đầu phiên giao dịch ở giá tham chiếu 41.500 đồng, nhưng cuối phiên là 44.150 đồng. TLC đầu phiên có giá 33.900 đồng và đóng cửa cao nhất phiên tại 38.000 đồng. Tương tự với DIX, mã này đầu phiên có giá 28.800 đồng song cuối phiên tăng lên 31.000 đồng cũng là mức giá cao nhất phiên. Ở một góc nhìn khác, nếu nhà đầu tư mua vào cổ phiếu ở phiên sáng và bán ở phiên chiều, Lotte không dựa trên số cổ phiếu sẵn có trong tài khoản thì cũng đã thu lại đáng kể.